Dữ lắm rồi, đẹp ơi. Trời, trời, khủng khiếp rồi. Cái này chắc không thua gì cái này nè. Trời, gì vậy? Thấy thua quá giận. Trời ơi. Nước trong cá lợn tung tăng tung tăng. Nổi lợp luôn nè. Gì? Nổi lợp luôn. Gì? Nổi lợp cá. Trời, trời, trời ơi. Trời ơi, nửa lọt lắm. Trời ơi, có thằng ốc sắp chê đây đúng không? Có em được. Gì? Hả? Không, thì xăng thì anh Nhiệm với em trai quắc đổ mà. Rồi, điệp mến gửi là chào cả nhà nha. Hôm nay có hai anh em ở cồn Tân Quy và... Cái gì vậy? Sao mở ra? Hả? Rồi, điệp nói tiếp nha. Cồn Tân Quy và cồn Lục Sĩ Thành. Anh đi thăm là cá. Cá mở nha. Em ơi, em xuống em lấy cái anh đang quay video em ơi. Cho mở chân kìa. Trời sao? Sao mở chân rồi? Mở rồi làm gì? Tao không thấy. Trời ơi. Bây giờ tao chơi gì nè? Tao quậy. Đi thăm là cá ra nhà video mới vào hoàn toàn nha anh em. Đó, video này video hai mấy anh em này chưa có xuất hiện ở trên kênh của Điệp đi thăm lờ cá nha. Chứ có xuất hiện đi bắt ong á thì nó thì có nha. Đó, giờ anh em lên đường nha. Lấy cái cây sắt em đưa lại đi em. Với chỗ anh. Gắn sao? Gắn sao? Chung tí à. Trời đất thiệt, nó thiệt chứ. Gắn đâu. Anh mở ra làm sao anh gắn lại cho em như vậy chứ? Bắt được rồi. Ừ. Kéo lên vậy. Rồi được rồi đó, ok, được rồi. Kéo lên được rồi. Không, không, không phải. Đâu kéo. Đâu kéo, đến đây nè. À. Ông có đầu mặt hả? Có hả? Ừ. Không, ông thấy ướt. Ông thấy ướt hả? Thấy. Cá không? Con gì vậy? Cá lóc. Sao giỡn cái hái? Dục. Trời. Ngon lành. Bởi hàng cái đầu tiên. Trời, hai con này đâu trên nửa ký lô vậy? Hai con này gì? Cả ký lô. Đâu bảy. Một con này khoảng 350 gram, 700 gram hai này. 700 gram. Anh nữa vậy anh coi nè, một con này 350 gram đồng. Ở cá lóc động nó nặng lắm má. Gỡ hai cây ra. Vậy cái tay bành kia sao bắt cá. Đang đút vô hư. Mở hàng luôn nha anh em. Mở hàng cái đầu tiên luôn nha. Lấy cái chai. Sao thấy ghiền quá vậy? Vậy. Hôm kìa em cục hứng cái vụ thâm lờ này rồi hôm hở đi làm. Điện hứng quá, vũ quá. Ừ, bạn gác, bạn này nè gác. Ừ. Bạn gác nhét vô. Vậy. Bạn gác nhét vô hả? Nhét hai cá lóc vô. Trời ơi, cá lóc quá. Ê, bạn gác nhét cá lóc vô nha. Ừ. Trời ơi, cặp ngon má ơi. Con 300 g nha. 300 đến 350. Con kia 350. Rồi lên đường tiếp anh em ơi. Mấy hai cái đầu tiên dính được hai con. Cặp lên đi. Ừ. À vậy là hai con đó là gần cả 100.000 rồi đấy. 100.000 chứ nữa. Cái gì chiên với sát cá lắm nha. Phải không? Sát cá rô thì có. Dữ lắm. Cứu mặt á. Cứu mặt á. Ờ. Đó. Đâu rồi? Thấy lạ không? Thấy lạ không? Nào bươi bươi coi. Tung tung không? Cái lạ đó nước trong trong là có à. Giỡn anh coi. Đụng không? Rồi. Có. Gì? Có đó. Trời dạ? Đúng là bắt cá rô. Đúng là cái tay bắt cá rô được chứ. Mới nãy hai cá lóc. Giờ hai cá rô. Ừ. Quá điều gan như quê. Hai ốc luôn. Bốn ốc, con cá sạc. Mấy ốc ở đây là toàn ta chắc ốc bu quá. Bắt. Ốc bu đó, bắt vô nhỏ. Ốc bu đó. Ê, đừng bỏ đó. Lấy cái gan bắt. Bỏ đó, cá nó dậy, chọn. Ồ, hai cá rô xứng đáng. Cái rô cũng bự. Nắm cái chân đầu nó nhỏ. Trời, ở đây được con cá gì là bự rồi đó anh. Chừng mẹt nha. Đâu? Bỏ ngoài gì? Ừ, bỏ bên ngoài đi. Bỏ ngoài đi, cái rô bỏ ngoài đâu chết.
để hai cá rô vô rồi cá lóc không dám vô. Ừ. Mấy cá lóc nó sợ nó hù tao vô đây, mấy cá rô nó làm tao dữ lắm. Mày nẻ tao cái đứt à. Lụm anh em. Hai cá chạy hết, hai cá rô, hai cá lóc. Dạch ra kiếm à, dạch ra cho rõ anh kiếm à. Rồi sao nó dẹp lép vậy? Sao hả? Đâu lấy cái đấy lên coi. Cái này đâu phải, cái này đâu hồi nào. Vậy? Cái đó anh bỏ quên anh ơi. Cỏ đương vô luôn rồi. Đây đâu phải đâu. Cái đó là không phải rồi. Ủi đi vô cái này cũng không có bị lửng đâu. Chắc anh lấy anh tính thay mà thay quên. Chưa con không coi mấy anh đây thấy. Mấy anh đây nè. Bên đây nè. Sao mà bơi vô lẹt á. Anh không chạy nó bít mà sao. Ủa lâu lắm không thăm hả? Cái này lâu lắm rồi nè, không có thăm nè. Con chỉ ủi ra bỏ cái lời này luôn nè. Có cái chai kìa. Cái lời này bỏ lâu lắm rồi. Khoảng 10 ngày, 10 mấy ngày nay không thăm. Có khi nào nó thăm mà nó hãy lên nè. Kìa, kìa. Nè. Đâu, đưa máy anh. Cái lời này cơ. Chắc là mình là quảng có nha. Để anh coi. Giật mình ra. Con quỷ, con quỷ. Tập tập. Cái gì á? Cái lóc. Luôn. Sao anh cầm lóc, lóc. Ở mấy nãy luôn. Bà cô đứng trên bờ nhìn kìa. Hả? Vậy cái lóc. Cái lóc coi. Cái lời này chắc anh tính đây. Cảm ơn thay. Không, cái lời gắt. Rồi bắt đi. Rồi tay vô. Bỏ hả? Ừ, cái này nó bỏ rồi. Cá lóc nó ngon, cái này chi luôn. Dạ. À, cái lời dính con là hay đủ hả gì? Dạ. Hai vị chú thấy không? Bắt liền, bắt con cá bụp. Bỏ đi liền hồi nó nhảy lắm á. Nó nhảy ra. Dạ con đặt gì ạ? Dạ. Thôi bữa nửa tháng mới có đó cô ơi. Trái nè anh ơi. Ừ? Mép bên tay phải vậy lộn. Ừ, chỗ này. Ừ, đang đó đâu đâu đó. Đó kìa, kìa. Thấy kìa, không? Đó. Vô tới không? Cái này chắc có nè. Hả? Bước để cái dầm ơi, đứng lên cái dầm á. Cái này có. Không gãy đâu. Em ủ vô chút. Thôi được rồi, được. Được rồi. Lâu lắm. Cổ chưa anh em? Bắt được con cá cũng khổ lắm nha, chứ không phải sung sướng gì đâu. Mà vậy mà cũng bị mất nữa đó. Hoài. Đó, có. Có. Có anh em ơi. Trời ơi, nghe tung tung tưởng cá bự. Con cá nhỏ hơn cái hàng của tôi chứ trời. Vậy? À đúng. Cá bự lắm không bằng nửa cái hàng của anh Nhiệm nữa. Như vậy không ông anh? Để nghe thấy tung tung cũng mừng ngay rồi, dở lên chút xíu. Thôi thả nó đi. Thả đi, nuôi đi, mình nuôi đi. Cho nó lớn lớn. Sinh sản rồi mình cũng ăn chứ ai. Trời chị dính nhát luôn. Ở đâu anh đẹp? Hả? Tới chưa? Đâu đây, không đây. Không đây. Dạ. Cái lời nó nằm mà. Nó cứ vô nha. Không phải. Vậy là cái lỗ trên đó với... cái lỗ trên đó với cái căn chỗ đó nha. Để em ủi nè, cầm dầm đi. Cầm dầm đi, em ủi tới chút xíu luôn. Đi chắc, chắc. Chơi giờ chơi là để bao chứ không nèm để cỏ ha. Ờ, lâu giờ để cái hạ máy xuống, nó có cá phóng, bùng nó đẹp. Rồi, trong chờ.
không có hả? Bên đây view qua qua bên đây đây đâu anh dẹt dẹt thôi chân nha đây coi. Dẹt nó nằm đâu ngoài đó đó. Anh lúc lên nó sao vậy? Quá nó chìm mũi. Đây. Coi chừng mình cán đi lên á. Ủa đầu đặt hai cái khác bên vậy? Bộ hầm bên trong kìa mà người ta lấy về ra ngoài. Nha ha. Đâu? Cái này ngập nước. Có cái lại bị ngập rồi. Có. Bự nghe con, đừng nhỏ nữa nghe con. Hai con. Rồi, cái này tới rồi. Rồi bắt đi. Rồi. Có ốc lát nữa, gì túi hả? Quay liệt. Trời tao mới lại chơi lại à. Quay liền. Sợ nổ cái camera thôi chứ không thấy đâu. Quay liền. Quá trời mắt. Lát đâu lát. Trời có con hay con giăng hút. Bao không? Cái bao mấy con ta trai ta trái. Trời, cái này chẳng đầu giống đứt luôn. Có không? Hà, cá mắt cắt luôn. Có, thấy có cái gì. Hai con đi, ba con gì cũng được. Hai con. Hai con. Đi cái đấy lại. Ngồi xuống. Hứng lại đó. Yêu con. Có là phải hứng lại. Rồi đem thả ra cho em. Em đừng có lê xe. Vậy ta bóp cá lóc mà rung với ta. Vậy dữ lắm, cá lóc đồng vậy. Bóp cá lóc rung mà bóp cá rô thì chắc cú ha. Này cái mặt này nha anh em, mặt này nè. Bóp cá rô không có con nào vụt nổi cho nó. 300 gram nữa. Còn cá lóc thì còn rung tay. Thay bọn nha. Mình lụm rồi đó, rồi dạo cái lời cá rồi. Có đó, ngay chân cái đấy đó. Có. Hạ xuống, ôi cái loại đó, hạ con cá gì. Con cá gì nó bị lỡ, canh đậu ánh. Hai ba con. Ủa sao con cá lóc nó bị tươi tải đồ qua. Cắn lộn. Đuôi lại. Nó cắn lộn. Không phải, cái đuôi nó quạt. Cái đuôi nó quạt vô trong cái lờ á. Để anh thả cưng, đừng có manh động sẽ đau cưng đấy. Thả nó đi. Con cá đó nó còn sống nha nhà. Nó bị lỡ mà. Tụt con này bự nè. Con này 200 mấy gram à. 300 gram. Bự bằng cầm tay mình là 300 gram hả? Ừ, từ 300 đến 350. Em. Được. Trái. Nó lại chút mặt cái lời này đâu bữa nào vô quay cho mấy anh lên mấy anh mà làm te cho ảnh lên mà ảnh nhỏ đặt trong này cho mình lúc nào ảnh cũng vô anh cũng phá anh lấy lời luôn anh có cá gì đó anh cũng chích cái lời nguyên cái vạt này nè thăm lúc nào cũng đủ hai con mà không có bự luôn trước anh đặt đâu phá lấy gì lắm hả? Lấy ghê hồn á. Ai cũng đi kiếm cá ăn hết trơn mà đâu mà nhiều khi cái lời của mình cá ăn nó chích đó, cá nhảy tum á, nó lấy lời. Sao ngồi đẻ luôn. Ừ, vậy đó. Em đi mà em biết cái người đó luôn chứ, biết nhà cái thằng chích đó luôn. Bữa hổm quay vợ em nó quay cái điện thoại á. Cái đầu nó nói với gì nè, nó gặp mấy cái thằng mà cầm đi bìa điện thoại nó ghét lắm. Mà em không có quay nó kế một bên luôn, mình quay mình tránh mình né nè. Cái sao nó xịt nó phạm pháp á, nó sợ. Nó sợ, làm cho Linh mà ảnh luôn.
thấy hố cái không hố đó rồi. Bị thấm rồi anh Điệp. Hả? Bị thấm. Được đấy không? Ngồi xuống nó giờ lăn lăn cỏ. Nè, lại coi coi. Thấy có cái lỗ mà không thấy cái lợ. Bị thấm rồi. Cái gì? À không, bước lại, thấy rồi. Rồi, lấy rồi, lấy rồi, lấy rồi. Hay thiệt chứ nhỏ này đủ không gây. Gây nó đủ hai đứa nó đang ngồi nó đang nó cầm cá một cái. Để hồi lại đó coi coi hai cái này kia còn không. Má trời, có cái lỗ trong lỗng nữa. Lỗ trong lỗng này. Lấy rồi, lấy rồi. Đi. Rồi, có mắc cá này mày. Có cá mới lấy. Ok, lấy rồi. Con cho khán giả xem nội. Hai con. Hai ba con. Hai ba con vậy. Nước trong cá lợn tung tăng tung tăng. Nửa lọt luôn nè. Vậy. Nửa lọt luôn. Vậy. Nửa lọt lọt cá. Trời ơi. Nửa lọt lắm. Trời ơi, có con ốc chê này đừng có. Nè 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 nè. Vậy. Cầm quá quá cầm nhau. Ta ba bốn kia. Trời ơi. Má ơi, tập nước. Luôn 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 lại sao. Sắp lắp một giỡn rồi. Cá thì cá rồi. Còn cá thì cá rồi. Cá thì cá rồi. Trời ơi, thôi thôi. Trời ơi, cá gô nó bự kìa. Hai hai con cá gô cha bá luôn. Ba con cá gô khủng nào đó. Ba con cá gô. Trời ơi, trời, ba con cá gô gần 1 kg luôn. Cái này mới gọi là gô mè. Con đó 200 gram. Ba con này gần cái ký có. Trời, cái gỗ nặng lắm á. Trời ơi, đi đặt cá với mương mà thôi hộp gì nè anh em ơi. Cái lần này đâu rất đâu có dưới 3,5 kg một ký nè. Sợ người ta thấy rồi mà mốt bị ăn cắp lờ. Không còn lờ để thăm nữa. Người ta thấy rồi người ta ăn cắp hết trơn. Vậy là cái lợn kia chắc cũng không có thui kém gì vậy. Cái lợn nãy vừa rồi mắt lại nó lấy rồi. Trời ơi, cái gô quá chả luôn. Cái gô chả bá luôn. Cái này có chơi trắng. Cái chơi trắng con... mà, cái này chơi trắng mà. Con này đây. Ừ, con cá chơi vàng đó. Ừ. Hai con lai. Hai con lai, ba con trắng. Bây giờ mình gửi cây một chút ra được vậy. Con cá. Mình cho mình để cái lợn này ở luôn được. Còn lợn không? Còn lợn tha. Nhìn cái lợn rồi xuống mấy ký đó, mấy ký cho nó 3 kg rồi. Cái đó 3 kg. Mình để cái lợn này đem về nhà luôn. Rồi thôi bóp máy nó nghe anh em. Chúc mừng. Rồi nghe mấy về lục bình. Hả? Cái gì? Hả? Có. Cái nhấp đó. Đó, thấy nhịp không? Nó giật luôn. Đó thấy không? Đó. Sao quá thấy. Dạ em đứng đằng sau này mà quá em không thấy gì. Trời ơi, cá chê. Cá chê không? Cá chê với cá sặc. Ngon. Cá chê chị đó. Cá chê trắng. Má trời, cá sặc màu vậy. Ơ đủ. Ta cài giục đi. Giục đi. Từ bỏ đại cái này ở đây đi. Đặt máy đi. Khó anh em ơi. Đó, còn nhiều dữ lắm mà. Cái này nhiều con. Cái nó lụm con á. Khủng khủng rồi đẹp ơi. Trời khủng khiếp rồi. Cái này chắc không thua gì cái này nè. Trời gì vậy? Thấy khủng quá chậm. Trời ơi. Có 2,5-3 kg luôn trời. Vậy? Ôi trời. Cái gì dữ trời. Cái gì dữ vậy? Không biết. Trời luôn quá vậy.
Trời ơi nè. Trời ơi, còn cơm giò luôn. Thôi cái kiểu này để nguyên cái lần này về nhà căng căng luôn. Thả. Thả, 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 thả con yếu rồi. Đúng rồi. Còn nó bị yếu rồi. Còn còn sống mạnh nha. Nó còn sống mà nó bị cái gai đó, cái gai nha. Còn nó chắc vô trước ha. Ừ, con nó vô trước. Đây đi con vô mạnh khỏe nha con. Đổi không? Buông ra đổi, đổi chứ. Con đổi đi rồi. Bye bye. Đi con 2. 4 5 6 con mà thả hết con rồi. Đi nè. 7 con. 5 con. 2 4 6 7 con. 7 con. Dạ. Trời trời nó con này chắc cỡ 2 kg. Không tới. Không ký mấy à. Ta tin trên bờ cái nhà, về nhà căng nha. Ông quẹt hả? Dạ thưa, ảnh dở một cái lờ cả nhà. Mới nãy tại vì có hai người đang bằng cỏ cả nhà, đứng nhìn nên vì vậy mà đẹp ốc mái lẹ nha nha. Tại vì không muốn quay, quay nhiều khi dính cái người dân á. Và trong khi đó là những người người ta phát hiện. Đó nên vì vậy mà đẹp hạn chế cuốn xong cái lờ bỏ. Đâu đâu quay cái lờ coi, đâu. Dở cái lờ quay mặt coi, bỏ cái điếu thuốc dắt ở trên cái lỗ tai. Ừ, dắt cái điếu thuốc trên lỗ tai. Nhà. Đó, nhà quá giật. Hết còn không? Quá giật còn 3 kg. Học tí mấy à? Mà không mặc cái lờ này cái lờ từ 3 kg đổ lên. Ừ, cái này có phải 3 kg mấy. Công với trời thưa, anh cũng dở thấy thương rồi. Nè, thôi ông quẹt nè. Thôi đi tiếp nha anh em ơi. Trời. Nha. Còn nhiều không? Còn vài cái nữa hết rồi. Hết luôn hả? Ừ. Vậy? Sao không mau vậy mỗi đang phê thăm mười mấy 20 cái hả? À? Rồi về anh em ơi. Tê đất thật hả? Bữa nào em đem cái máy của em xuống giọt đua với cái máy của anh nghe, nghe anh nhỉ? Chấp ba cái cục đánh xuống hả? Được không? Chấp tới nhổ trước hả? Chạy luôn à. Anh em mới vừa về tới nghe nhà ơi. Bây giờ dồn cái lờ kia vô luôn. Quá. một cái lờ gì là 200 g nghe nha. Ha. Cái gì nó mới ra ngoài rồi, cái gô rồi. Hả? Cái gô rồi lọt rồi. Cái gô rồi. 2 4 5. Không căng con cái gô. Rồi thôi lên bờ căng. Còn cá này nữa. Cái gô rồi. Mới vừa về tới luôn. Rồi bây giờ tháo cái mặt căng ra coi. Tháo coi. Tháo cái mặt căng hai tay tháo, anh để hết cá đi vô trong này luôn. Hả? Hết luôn để cái đó vô luôn rồi mình để lên một cái một mình căng gần hồi rồi mình trừ thôi. Ok đó. 10 kg à? Trời nhiêu? 1 kg rưỡi. Trời ơi 11 kg rưỡi nha anh em, thử lại lại coi. 1 kg rưỡi. Ủa sao mà 12 kg? Nó chệt quá. 1 kg rưỡi rồi. 11 kg rưỡi. 11 kg rưỡi à? Tại căng qua nửa ký rồi. Dạ. Rồi, 11 cái rưỡi mà ở trong này á là ba cái lờ nghe anh em. 10 ký đó. 3 cái lờ mà một cái vậy chưa được 200 g. Không mà kể lại 10 ký đi. À như vậy bao nhiêu? Cái sách luôn. Chiều lờ với giỏ sách luôn là 1 ký rưỡi đây. À, còn 10 ký cá. À còn 10 kg cá. Đâu anh để mấy cái lờ kia lên coi, cái lờ cá nhiều lên coi. Cái cần nó cái lờ này mới nãy rồi hình. Được à. Được. 3 kg cá. Nghe ngay coi. Là cái lần này 4 kg cá. Nghe coi. Rồi. 4 đi. Rồi 3 kg 8. 3 kg 8. Dạ 4 kg là 6 cá. Gần 5 kg luôn mà nãy con cá lóc bay nó rơi. À cái ủa, không phải cái lần này riêng. Cái lần này mình thả thanh con làm như là 4 kg đó mà mình thả đó. Còn cái lần này nè, cái lần này mới nãy là con lóc với 3 cái rô nè. Rồi bây giờ mình căng cái lần đó đi lên coi. Cái lờ này là cái chơi trắng không à, mà có con còn cái chơi ấy chưa, con cái chơi lai à, còn như cái chơi trắng không đó. 2 kg rưỡi. Hai kg ba thì là cái này khoảng 3 kg mấy rồi. 2 kg rưỡi tại cái gì ấy. Rồi đổ phần cá lóc ra. Quá đã nè, cá lóc nè anh em,
được bao nhiêu cái lóc đó? Thử con bự bự coi nó. Con cái gô. Nhiêu cái con bự đó khoảng 350 gram. Ừ 400 gram. Nhau. 400 gram đi đi luôn nè. Cái nhìn thấy đâu có bự đâu mà sao dữ trời. Ừ, nó nặng lắm. Nè như cũng như là mấy con này nè. Anh cân ra coi. Con này 400 gram. Không, con này không tới 400. Con này yếu hơn. 350. 350. Quá êm. Nè anh em. Còn con cá rô nó này coi, anh bắt con cá rô đó coi. Nè con cá rô của anh nè. Đó. Rồi mấy cá rô kìa. Con cá rô nó tròn tròn này mấy của em. À con cá tròn tròn mấy là của em hả? Ừ. Im coi. 150 gram. Vậy? 150 gram. Ờ 180 gram. Ủa con cá rô của anh nó tròn như vậy hả? Ủa trời. Nghe vậy? Nghe vậy? Trời ơi. Còn con cá rô đó của ai? Không biết cá rô của ai giờ thon hả? Cá rô của ai dài thòn hả? Không lẽ cá rô của vợ tôi. Con này cũng bằng con mới nãy luôn. Thôi con của vợ em nhỏ lắm. Con nó làm gì bự dữ vậy? Vậy không có được, con nhỏ nhất con ai đây không có nào có vé chứ. Vậy trời ơi nhìn cá nè khủng khiếp không anh em. Trời ơi 10 kg cá vậy luôn. Hồi nãy em nói anh sao ra coi. À, trời ơi rồi. Anh Niệm anh nói ảnh sát cá. Ừ. Mang cá gai nha. Ý là bị người ta trộm hết mớ đó. Cái hôm thôi bữa nay chắc cỡ 15 kg được. Người ta lấy nhiều lắm anh em. Người ta lấy nhiều lắm mà tại vì được hạn chế qua quay á, cái cảnh anh em lấy nhiều nha. Đó, nói chung là mà cũng là mấy anh làm cà te cũng gần gần đó không à. À. Em cũng đăng video lên em nói em cũng đi kiếm cá ăn, anh cũng đi kiếm cá ăn thì em mong rằng lần sau anh xem được video này của em. Thì bữa hổm anh cũng có hỏi kênh em tên gì. Em cũng có nói với anh luôn rồi. Chứ không phải là em không có nói. Nói chung đó là Điệp biết người nghe nha. Điệp mấy có nói nha chứ không phải Điệp vừa đũa hốt cả nóng nha đó. Tại vì khu vực đó là chỉ có anh muốn anh muốn đó đó không à. Mỗi lần mà Điệp đi thăm lờ là được gặp ảnh làm tay te á. Ảnh xịt cá đó. Điệp thì không có muốn cái nói cái đền kinh. Nếu mà Điệp mà nói ra cái tên mà của cái kinh đó đó Điệp đặt lời này á thì Điệp mắc là không sao mà sợ là những người mà anh ấy là anh bị này kia tội nghiệp ảnh nên vì vậy mà em mong rằng là anh không có ấy em nữa là được chứ thật sự ra Điệp mắc Điệp nghe Điệp nó mới có nói nó nghe cô chú cái Điệp không phải là Điệp ăn cơm chứ không phải là Điệp ăn phăng mà Điệp nói tầm bậy đó là Điệp nói thật Điệp ăn cơm có Điệp mới có nói Điệp mắc rất là nhiều lần rồi rất là nhiều lời rồi đó mà con cái nãy giờ cũng có mấy anh này trải nghiệm mấy anh này biết á cũng có hao hụt lời của Điệp chứ không phải là không đó. Mà thôi đi Điệp mắc á thì Điệp bỏ mà Điệp mong rằng Điệp đăng clip này lên thì anh em á xem được clip á thì trong khi đó đừng có bầu què Điệp nữa mình đi đến những cái lời của mình á mình chỉ mong rằng còn cái lời để có cá nhiều hay là không hay là có dính hay không mình vui rồi muốn vậy hay không đó thôi giờ Điệp gửi lời chi ăn chúc đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa trong nước và ngoài nước con buổi tối sau clip của Điệp luôn giả hạnh phúc yêu thương trong cuộc sống giờ Điệp mến gửi lời chào ở nhà hẹn gặp nhà clip tiếp theo nha video mới là hoàn toàn nha video này là video của Điệp là Điệp đăng lên là có anh Nhiệm và em trai Quắc đó thì trong khi đó mới đi thăm lần đầu tiên chứ đi bắt ong thì anh em cũng có từng đi bắt rồi thôi giờ Điệp gửi lời chào nhà rồi em chào Quắc ơi gửi lời chào ngay cả nhà đi em chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha ơi chào cả nhà chúc cả nhà buổi tối xem clip vui vẻ và có giấc ngủ thật là ngon nha tại vì chiều nha nên video nó cũng hơi mờ nha nó cũng không được hoàn hảo nha quá trời luôn cá bự đó có khoảng 1 kg 2 kg 3 gì hả Ừ. Vậy mà nó ốm em. Ừ, ốm. Vậy mà cá lóc con chút xíu mà nói. Ừ, cá lóc thì nặng. Quá trời cá luôn cả nhà ơi. Rồi giờ Điệp quay lại Điệp tải cái giỏ lên rồi Điệp tâm sự với hai anh em cái nữa. Chiều rồi nghe nha. Rồi, chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo.